Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả đến với Channel TD Media. Kính thưa quý vị, một bản tin rất nóng diễn ra trong sáng ngày hôm nay liên quan đến cộng đồng người Việt ở tại miền Bắc California. Đó là FBI đã tiến hành khám xét điều tra căn nhà riêng của bà Sen Thao, bà là thị trưởng của thành phố Oakland. Đồng thời FBI cũng đã tiến hành khám xét điều tra căn nhà riêng của một thành viên gia đình ông David Dương. Trước khi gửi đến quý vị bản tin chi tiết thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị đôi nét về bà Sen Thao. Bà Sen Thao sinh ngày 18 tháng 7 năm 1985 là một chính trị gia người Mỹ và là thị trưởng thứ 51 của thành phố Oakland, California. Bà là thị trưởng người Mỹ gốc Hồi Mông đầu tiên của một thành phố ở Hoa Kỳ. Bà được bầu làm thị trưởng thành phố Oakland vào năm 2022 và bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1 2023. Cũng cần nhắc thêm rằng vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2023 tức là năm rồi bà Sen Thao đã cùng với phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác đầu tư. Được biết đó là hoạt động do Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco và ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty California Way Solution Hoa Kỳ và công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và bang California cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư giữa các địa phương hai nước. Thưa quý vị, trở lại bản tin nóng diễn ra trong sáng ngày hôm nay, đó là FBI đã tiến hành khám xét điều tra căn nhà riêng của bà Sen Thao, thị trưởng thành phố Auckland, cũng như là một căn nhà khác nữa mà được biết, đó là căn nhà thuộc một thành viên của gia đình ông Lê Dương. Và bây giờ thì Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết. Văn phòng quốc tịch Mỹ Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermarket, điện thoại 714-756-0946. FBI đột kích một số ngôi nhà ở California, bao gồm cả nhà của thị trường Oakland. Chính quyền liên bang đã đột kích ngôi nhà của thị trường Oakland, Central, như một phần của cuộc điều tra bao gồm khám xét ít nhất hai ngôi nhà khác. Bởi hãng tin AP ngày 20 tháng 6 năm 2024, Oakland, California. Chính quyền liên bang đã đột kích vào một ngôi nhà của thị trưởng Oakland, Central, vào sáng sớm thứ Năm như một phần của cuộc điều tra ở California, bao gồm khám xét ít nhất hai ngôi nhà khác. Các quan chức cho biết, các đặc vụ FBI đã mang những chiếc hộp ra khỏi 80 Meninland, một ngôi nhà bốn phòng ngủ có hồ sơ tài sản liên quan đến thị trưởng nhiệm kỳ đầu tiên. Tờ San Francisco Chronicle đưa tin, Người phát ngôn của Thảo, Francis Zamora đã chuyển các câu hỏi tới FBI. FBI đã tiến hành hoạt động thực thi pháp luật được tòa án ủy quyền trên Mendeland ở Auckland sáng nay. Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin vào thời điểm này, một tuyên bố của văn phòng cho biết. Các đặc vụ cũng tiến hành khám xét khoảng 3 dặm về phía nam tại hai ngôi nhà thuộc sở hữu của các thành viên của gia đình Dương có ảnh hưởng chính trị và sở hữu công ty tái chế Carwested Solutions. Tờ Chronicle cho biết, công ty đã bị điều tra về các khoản đóng góp trong chiến dịch tranh cử cho Thảo và các quan chức thành phố được bầu khác. Hãng tin địa phương Oaklandside đưa tin vào năm 2020. Theo hồ sơ được Chronicle trích dẫn, một trong những tài sản thuộc sở hữu của Andy Dương và tài sản còn lại có liên quan đến David và Linda Dương Tin nhắn điện thoại và email tìm kiếm bình luận về cuộc đột kích từ các quan chức của Kaweset Solution đã không được trả lời ngay lập tức. Không tìm thấy số điện thoại cá nhân của người nhà họ Dương. Thảo 38 tuổi đang phải đối mặt với một cuộc bầu cử bãi nhiệm chưa đầy 2 năm sau nhiệm kỳ thị trưởng của bà. Văn phòng thư ký thành phố tuần trước đã thông báo cho những người đứng đầu nỗ lực bãi nhiệm rằng họ đã thu thập đủ chữ ký được xác minh để đủ điều kiện bỏ phiếu vào tháng 11. Tội phạm gia tăng về các vấn đề về ngân sách đã thách thức Thảo kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 1 năm 2023 sau một thời gian làm việc tại Hội đồng thành phố Auckland. Cũng cần nhắc thêm rằng khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 2023, bà Sen Thao cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với Việt Nam. Ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn doanh nghiệp của bang California, Hoa Kỳ do bà Sen Thao, thị trưởng thành phố Oakland làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao với các bộ, ngành lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động do Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco và ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty California Westage Solution Hoa Kỳ và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xử lý Chất thải Việt Nam, tổ chức nhằm thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam và bang California Hoa Kỳ cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các địa phương hai nước. Trong buổi gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bà Ngọc hoa nghênh đoàn đến làm việc đồng thời đánh giá cao sự hợp tác và thúc đẩy đầu tư giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bà thị trưởng Sentau, người hờ mông đầu tiên được bầu làm thị trưởng thành phố Auckland của thuộc bang California, Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sentau cảm ơn sự đón tiếp đồng nhiệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cho biết bang california là bang lớn nhất của hoa kỳ và có tính đa dạng cao và mong muốn thông qua chuyến công tác lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ cùng tham gia đoàn công tác có nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau đơn cử như ông david dương đang đầu tư vào lĩnh vực tái chế ở việt nam họ là những việt kiều và quay trở về đầu tư trên quê hương của mình qua chuyến công tác lần này, bà Sen Thao mong muốn tăng cường hợp tác với các bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông David Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Carl Solution và Công ty Việt Wested Solution cho biết ông là người con của Việt Nam. Sau sự kiện được kêu gọi của chính phủ Việt Nam, ông đã trở về và đầu tư trên quê hương dự án xử lý chất thải tại thành phố Hồ Chí Minh và rất thành công với mong muốn góp sức làm, kêu gọi nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ sẵn sàng đến Việt Nam để đầu tư, đồng thời mua và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Tôi có mời một số CEO ngân hàng về Việt Nam để họ tiếp xúc với những doanh nghiệp Việt, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Với sự hỗ trợ của ngân hàng, những nhà đầu tư doanh nghiệp ở Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nhiều hơn tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ kêu gọi thêm bạn bè đầu tư vào Việt Nam cũng như mở cửa để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Hoa Kỳ có hợp tác hai triệu như vậy sẽ tạo mối quan hệ tốt hơn giữa hai nước ông David Dương cũng tiết lộ sắp tới sẽ đưa thêm đoàn của thống đốc bang California đến Việt Nam tôi mong rằng chính phủ Việt Nam luôn luôn hỗ trợ cho chúng tôi Chúng tôi có mong muốn đóng góp cho quê hương, đưa những nhà đầu tư ở nước ngoài về, mở cửa cho xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhiều hơn. Nhưng nếu được chính phủ hỗ trợ thì chúng tôi sẽ triển khai thành công hơn. Ông chia sẻ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam-Hoa Kỳ có mối quan hệ ngoại giao hơn 30 năm và 10 năm đối tác chiến lược. Sau chuyến thăm của bà thị trưởng, Bà Ngọc hy vọng hai bên sẽ trở thành cầu nối để kết nối cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Auckland với các địa phương có liên quan của Việt Nam thông qua những dự án hợp tác cụ thể. Các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến một số lĩnh vực như xuất nhập khẩu giữa Việt Nam, Hoa Kỳ, thông qua cảng Út Linh, nông nghiệp lập đường bay trực tiếp từ Út Linh đến Việt Nam. Muốn phát triển hệ thống cảng thì đầu tiên phải có hàng hóa. Việt Nam là đất nước đang phát triển sản lượng xuất nhập khẩu, hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và các nước đang ngày càng phát triển. Hoa Kỳ là đối tác đứng thứ bảy của Việt Nam. Hiện nay, Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt hơn 100 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam khoảng 15 tỷ USD. Điều này cho thấy còn rất nhiều dư địa để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, cụ thể là bang Linh sẽ đóng vai trò quan trọng. Khi quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển thì sự hợp tác đầu tư sẽ đi theo. Khi thương mại đầu tư cùng với du lịch và các hợp tác khác phát triển thì đường bay thẳng giữa lên với Việt Nam cũng như đường bay thẳng từ các tiểu bang lớn của Hoa Kỳ đến Việt Nam sẽ được thúc đẩy. Theo đánh giá của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, Việt Nam là một trong 20 quốc gia được đánh giá là nơi hấp dẫn đầu tư, với vai trò là cơ quan tham mưu của Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng cơ chế chính sách và tạo môi trường đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác với bang Auckland để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước. Bài tỏ đồng tình với những quan điểm đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, bà thị trưởng thành phố Auckland Central khẳng định sẽ giao cho các đơn vị đầu mối phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai bên, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Tiếp đó cùng ngày, Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã nông nhiệt tiếp đón đoàn doanh nghiệp của tiểu bang California. Ông Hà Kim Ngọc đánh giá cao chuyến công tác tại Việt Nam lần này của bà Sentau, thị trưởng thành phố Oakland và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ông cũng muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn đến chính quyền bang California cũng như chính quyền của người dân Oakland và các thành phố khác đã giúp đỡ Việt Nam chống lại dịch COVID-19 tôi biết rằng ông david dương và gia đình ông đã quyên góp hàng ngàn máy thở cũng như thiết bị y tế ông ấy ở washington dc gần một tháng để đàm phán mua vaccine gửi về tặng việt nam lúc đó tôi đang là đại sứ việt nam tại hoa kỳ trong chuyến công tác lần này tôi kỳ vọng các vị sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa về đầu tư thương mại giáo dục công nghệ và nhiều lĩnh vực khác Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết, tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao, bà Sen Thao, thị trưởng thành phố Lên, ông David Dương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Carl West Solution và công ty Việt West Solution, cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, dược phẩm, logistics, bất động sản, du lịch, ngân hàng, đều bày tỏ sự quan tâm đến việc đầu tư tại Việt Nam. Các ý kiến đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, chia sẻ về những thế mạnh đầu tư và cho rằng Việt Nam là thị trường có nhiều tiềm năng và mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các bộ ngành liên quan để triển khai các hoạt động đầu tư. Chiều công ngày, Đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ đã được Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đón tiếp. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, hai nước đều mong muốn cân bằng chính sách thương mại để hai quốc gia phát triển bền vững hài hòa đôi bên cùng có lợi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh chia sẻ hà nội ưu tiên xúc tiến đầu tư một số lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng trong thời gian tới cho nông nghiệp du lịch giáo dục y tế những ngành then chốt như dự án công nghệ cao công nghệ sinh học công nghệ hỗ trợ vì vậy chúng tôi hoan nghênh chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp bang california tới việt nam nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác với hà nội cam kết chính quyền thủ đô sẵn sàng hợp hỗ trợ tạo điều kiện để thúc đẩy các dự án mới trên địa bàn đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ hai nước và địa phương